Vâng, hôm nay thì cua vẫn còn rất nhiều các bạn. Anh chị này ở An Giang lên các bạn. Vâng, đây là mấy chị này vừa mới mua cua xong các bạn. Dạ dạ em cảm ơn ạ. Ủa chị là từ đâu đến mua chị? Đến Trần Nhân thôi. À cô quận 10 ạ. Dạ à. Chị chạy đây tới đây là chị. Cô gì đây với một ngày thấy gì ba mà. Cô gì ba là vâng, dì ba đến đây các bạn. Con chào nãy giờ đó. Chị này từ An Giang đây đi vào để chụp hình cùng dì ba. À dì nè. Vâng, nhiều người xin chụp hình. Dì ba. Thôi. Bắt giờ cái bình đi. Vô một cái bình chút. Rồi mà tới bình. Thôi ngồi xuống đi chị, ngồi xuống đi chị. Có hai con lớn rồi dì ba. Con nữa này là dì ba. Ăn thử tại chỗ. Dì ba thì đưa một cái càng cua cho các chị này khách ăn thử để khẳng định là cua rất là chất lượng. Chị này mua hết hơn 1 triệu 3 các bạn. Có nghĩa là chị mua cua ở đây, chị mua bánh canh kia về ăn trộn lại đúng không chị? Từ gì nói đó. Chị canh 45 bạc phân con ăn quá trời luôn rồi. Nhưng mà chị ăn bánh phải không? Mình mua cua ở đây, mình mua canh kia về cái hộp. Đúng rồi. Nhưng mà chị ăn bánh canh 300k chưa chị? Chưa. Chưa. Thế sao chị? Sao toàn là người ta chê không mà ngắt các bạn. Cái gì cua bao nhiêu vậy chị? Có 20. 1 điều 3 chị. Ngày nào cũng coi YouTube hết á. Ngày mới nói phải chạy đến đây nữa. 1 điều 3 thôi. 200 hả? Đọc luôn xin lỗi. Rồi. Có chừng sai á, hình như 1.380.000. Dạ không, 1.3 hả chị? Dạ hả? Ủa nhà chị ở quận nào chị? Quận Tân Phú. À, từ Tân Phú qua đây. Dạ thôi, lỡ luôn rồi chơi luôn. Rồi, có về nha. Có về nha. Chúc bà lúc nào cũng khỏe mạnh nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Chị đi mua bánh canh nè. Dạ, chị rất dễ thương. Chị rất dễ thương luôn. Bye bye chị nha. Giờ là những cái phút cuối cùng rồi của ngày hôm nay rồi. Cua cũng còn khoảng 5 con các bạn. Quay à.
Thường thường thì cua tháng nào là ngon nhất gì ba? Cua tháng nào? Tháng 8 là ngon nhất hả gì ba? Thường thường cua tháng 8 là ngon nhất các bạn. Có nghĩa là cua gạch hay cua thịt gì nó cũng ngon hả gì ba? Cua gạch không ngon thật. Dạ. Vì ba cua tháng này với cua tháng nào là nó không ngon, nó không được ngon lắm gì? Tháng này là cua thịt không được ngon. À, tháng này là cua thịt không được ngon các bạn. Hay là lấy con này. Con này gì ba để cho tiền gì ba? Có hai đứa. Lấy con này để chợ. 205 giờ bán qua 50. Vâng, đây là con cua này 205.000 nhưng mà bán rẻ cho 50.000. Con cua là 255. Nhưng mà sao bán rẻ 50.000? Con không biết là bán đại đi. Giờ gì bán lắm. Bán đại đi. Rất là ngon luôn đó. Rồi 255 với 245 chị. Đấy chưa? Rồi. Đấy là khoảng 12 cái 15 này còn 3 con nữa các bạn. Rồi còn 3 con, 3 con cũng cùng dẹp luôn đi. Chỉ cần 1 2 lượt khách nữa là hết rồi. 3 con cua nha các bạn ơi. Dì ba bên này lấy bao nhiêu ký cua gì ba? Mấy ký. À, bữa nay lấy giảm rồi, 60 mấy ký thôi. Hôm nay là 60 ký các bạn. Ít hơn hôm qua 20 ký. Tâm. Vâng, đây là một chủ vựa cua của ở quận 10. Anh này đến gặp dì ba để muốn cung cấp cho dì ba cua giá rẻ hơn để giúp đỡ dì ba các bạn. Cho cua hay là anh? Đúng rồi, có thể là anh vừa bán rất là rẻ hơn cái thị trường cho dì ba, là rất là cho dì ba những cái nguồn cua tốt. Yeah. Số lượng cua, nhưng mà cua chất lượng là khoảng bao chất nó... lượng là phải 100%, 100% là ngon hơn gì ba đi mua lại của người ta. Anh ở đâu rồi đấy ha? Anh ở quận 10. Quận 10. Anh đây là chỗ vừa cua hay gì vậy? Cái nguồn cua đó là mình nuôi từ Cà Mau hay là đúng rồi, ở đâu? Nguồn cua Cà Mau. Thật sự cua rất là chất lượng. Thật sự anh giá cua sao anh? Giá cua là giá cho anh gọi đi, gọi cho chị ba. Không, cái này anh thật sự muốn tới giúp chị ba, cái giá có thể là làm cho chị ba giúp chị ba. Cái này bọn em, cái này là anh nói chuyện với chị ba đó. Này bọn chị ba em, bọn em tới phụ thôi. Bán luôn. Bọn em tới phụ, bọn em bán giùm cho chị ba thôi. Cái gì mà là... mấy thì con lấy luôn đi anh. Vâng. Đây là một chủ vựa cua lớn ở Sài Gòn và anh này muốn giúp đỡ dì ba lấy một cái nguồn cua tốt các bạn. Ba, dì ba con này bán nhiêu? Bán cho chị đó đi. Duyên, Duyên. Được không? Bán 100 được không? 100 hả dì ba hả? 50 đi ha. 50 nha. Vâng, anh chủ vựa cua thì đang trao đổi với chị ba. Trao đổi với dì ba để cung cấp cái nguồn cua nó ổn định và nó chất lượng. Trời ơi, trời ơi. Giống như tự lựa chọn, cái này là có hai mặt để con. Có anh hiện tại thì cái vựa cua của anh đang bỏ hàng ở những khu vực nào anh? Hầu như là anh bỏ khu quận 10 này, mấy cái nhà hàng lớn hầu như là anh đi rất nhiều. Ngoài quận 10 ra thì có quận nào nữa anh ha? Không, anh làm bên quận 10 mấy cái nhà hàng cao cấp quận 10 này. À vậy hả? Một ngày tối bữa anh thì nhập với xuất là khoảng bao nhiêu cua anh? Chắc cũng khoảng 100 ngoài ký. Hơn 100 ký. Cua của anh thì cái dây nó như thế nào anh? Cua dây không dây. À cua không dây. À và anh cung cấp cái nguồn cua này thì lâu với anh bao nhiêu năm rồi anh? Nhà làm khoảng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Mà anh muốn lên đây cũng
tạo điều kiện tốt cho dì ba phát triển tốt hơn. À vâng, cảm ơn anh, những tấm lòng nhanh rất là quý luôn, rất là quý. Dạ. Cua anh là nguồn gốc ở đâu anh ha? Cà Mau này. Cũng Cà Mau luôn. Hồi trước giờ là anh thấy anh coi cua dì ba rồi, thì cua anh với cua dì ba thì nó lại cái kích cỡ thì nó ngang nhau, hay là nó không là thật sự là cua anh mà dì ba mua bự hơn chỗ này rất là nhiều. Anh là cua con một ký. Một con một ký. Một con một ký, một con 8 bạn là rất là nhiều. Mình là chiên cua thịt ra cua gạch anh ha? Chiên cua thịt, cua gạch rồi còn có bạn sai lớn. Dạ. Mình có hàng cua cốm giống như dì ba bán không anh? Có thì. Dạ. Nhưng mà giá vẫn cạnh tranh chứ? Giá là có thể là chắc dì ba cũng phải phải giúp mình thì cái giá tốt. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Thì là có mối rồi, mối lý không được đâu. Dạ. Nào giờ mình lấy ở đó. Dựa đó mà giờ mình lấy cái khác là khó khôn. Nhưng mà mình suy nghĩ như nào về cái tấm lòng của anh ấy chị? Hả? Mình suy nghĩ như nào về cái tấm lòng của anh ấy? Của ông thì chú này nói thì cũng nghe được, mà có cái mình không có lấy được. Dạ. Nhưng mà về, mình vẫn cảm ơn họ về cái tấm lòng của họ đúng không chị? Dì ba cảm ơn vậy rồi. Dì ba dù có giá có rẻ hơn mình cũng lấy được ha. Mình là gốc Sài Gòn hay là gốc? Tại cái chỗ đó mình lấy nào giờ đó, giờ cái tự nhiên của mình mình lỡ mình lấy của người khác mà thấy uy tín của mình mất. Không có uy tín là mình như vậy là không có uy tín, đúng rồi. Có nghĩa là mình giữ uy tín bao nhiêu năm nay thôi, rồi mình phải làm ăn với ấy không? Chỗ đó là nào giờ mình lấy lâu năm rồi, giờ mình lấy khác không được đâu. Dì ba lấy đó là bao nhiêu năm rồi? Là cái từ ngày dì ba bán cô là dì ba lấy bán cô mà hai mấy năm. Mấy năm. Bây giờ bán chỗ đó thôi, với lại có nhiều cái gì mình người ta cũng giúp đỡ cho mình phải không? Mình làm vậy là kêu bằng vô ơn bộ nghĩa. Dạ yeah. Đúng rồi. Có nghĩa là mình làm ăn là phải giữ chữ tín nhiều ha. Hôm xưa là người ta cho mình vay nợ không nợ thì cũng có, mà có cái ha là có khi mình vũ sự gì đó, mình cần gì đó thì cũng giúp cho mình. Dạ yeah. Vậy đó. Ngồi trong kia nè, có vô gặp dì ba xíu không người về? Anh này từ Cây Lậy lên các bạn. Từ Cây Lậy là anh chạy lên đây nhưng mà không kịp vì cua đã bán xong rồi. Rồi chắc là hẹn anh một cái dịp khác. Vâng, dì ba đã tặng cho vị khách cuối cùng này một con cua. Cho thêm muối nè, em muối dì ba rất là ngon. Tặng thêm muối. Ba đấy là còn. Rất là dễ thương nha các bạn. Hôm nay dì ba là thầy anh này từ xa đường xa lặn lội lên đây để mua cua, nhưng mà từ nhà anh lên đây là bao nhiêu cây anh? Gần 100 cây á. Gần 100 cây hả? Ở Cái Lậy á. Dạ. Vậy là đi hết mấy tiếng anh? Tiếng rưỡi á. Tiếng rưỡi đồng hồ. Chẳng anh đi sớm sớm hơn thì được rồi. À thế mồ lên đi. Đây một câu chuyện. Sau khi mà mua cua xong thì mình đi đâu anh? Về chạy qua đây lấy đồ xong chị. À lấy đồ xong rồi. Bình thường thì mình làm nghề gì anh? Bình thường thì mình làm nghề gì? Mình nấu ăn. À nấu ăn à? Chuyện à, cũng là liên quan đến gì ha, ẩm thực. Đi cảm ơn anh nha. Tuyệt vời. Có một tấm lòng rất là tuyệt vời, đi 100 cây số các bạn để lên đây để mua cua ủng hộ gì ba. Dì ba thấy mấy cái vị khách như ở xa như này mà đến ủng hộ mình vui gì ba ha? Thấy cũng vui. Rất nhiều nơi đến đây. Dì ba rất là nhiều fan luôn á. Nước ngoài cho đến một vài trăm cây số đến đây. Nhiều người từ nước ngoài bay về luôn. Dì ba.